Phát triển nguồn nhân lực có một vai trò hết sức quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia. Trong đó, chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố quyết định đến khả năng làm chủ khoa học kỹ thuật, công nghệ trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Các nước ASEAN và thế giới nhận thức rõ vấn đề trên, vì vậy đã định kỳ tổ chức hội thi tay nghề 2 năm một lần. Để ngày càng nâng cao chất lượng lao động của thế hệ trẻ Việt Nam ngang tầm với các nước trong khối ASEAN và thế giới, việc tổ chức thi tay nghề các cấp trong nước tiến tới dự thi tay nghề các nước ASEAN lần thứ 11 và thi tay nghề thế giới lần thứ 44 là một trong những mục tiêu quan trọng góp phần khẳng định vị trí lao động trẻ có tay nghề cao của Việt Nam trong khu vực và thế giới. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho các bộ ngành địa phương có điều kiện tham gia cọ sát, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực trẻ trong xu thế hội nhập. Bên cạnh đó, thông qua những kỳ thi này, các bộ ngành địa phương nói riêng và ngành lao động thương binh và xã hội nói chung tìm ra chỗ đứng của tay nghề lao động trẻ Việt Nam trong khu vực và thế giới. Qua cuộc thi này, em đúc kết được rất là nhiều kinh nghiệm cho bản thân, giúp ích cho công việc sau này của em, cũng như là nâng cao kỹ năng giao tiếp, giao lưu và học hỏi được nhiều bạn bè trên khắp miền cả nước, cũng như biết được nhiều món ăn và tự tin giao tiếp trước đám đông. Thông qua cuộc thi này cũng giúp ích em rất là nhiều trong nghiệp vụ, cũng như kỹ năng nghề nghiệp, nhà hàng của mình. Đợt thi lần này có tổng số 48 thí sinh dự thi tham gia, trong đó nghề dịch vụ nhà hàng với 27 thí sinh đến từ 17 đoàn và 21 thí sinh của 15 đoàn của nghề nấu ăn. Tuyển chọn những thí sinh xuất sắc tại kỳ thi tay nghề quốc gia để thành lập đội tuyển quốc gia, tổ chức huấn luyện cho đội tuyển quốc gia cử đi tham dự hội thi tay nghề ASEAN lần thứ 11 tại Malaysia tháng 9 năm 2016 và kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 44 tại Abu Dhabi, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất năm 2017. Đây cũng là dịp tôn vinh lực lượng lao động trẻ có tay nghề cao của quốc gia, qua đó thúc đẩy phong trào thi đua học tập, tạo các cơ sở dạy nghề, rèn luyện tay nghề, thi thợ giỏi ở các cấp, các ngành, khuyến khích người dạy và người học phát huy năng lực sáng tạo nguồn bồi dưỡng lao động có tay nghề cao cho đội tuyển quốc gia tham dự hội thi khu vực và thế giới. Thông qua cuộc thi này thì em cảm thấy là mình được trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng về kỹ năng phục vụ của mình, và em được giao lưu học hỏi về các bạn trên diễn đàn quốc tế. Em cảm thấy là mình rất vui khi được tham gia cuộc thi này. Em mong muốn là mình sẽ có thêm nhiều kỹ năng để tiếp tục trên con đường sự nghiệp của mình ạ. Sau cuộc thi này thì giúp em có thể có cơ hội giao lưu học hỏi kinh nghiệm từ các bạn, giúp cho vững cái tay nghề để khi ra trường có thể làm việc được tốt hơn ạ. Hội đồng thi quốc gia số 2 sẽ tổ chức thi cho hai nghề, nghề nấu ăn và nghề dịch vụ nhà hàng với số lượng là 19 đoàn của 17 tỉnh, thành phố, một tập đoàn dệt may và một của Bộ Công Thương. Ngoài ra, Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Huế là cơ sở đăng cai thi nghề nấu ăn và nghề dịch vụ nhà hàng năm 2016, đã cử hơn 100 cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh sinh viên tham gia phục vụ. Trải qua gần 3 tháng chuẩn bị và triển khai, đến nay các hoạt động của kỳ thi do Hội đồng Quốc gia số 2, ngành văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức thực hiện thành công tốt đẹp.